nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản. Nguy cơ phát nổ từ bóng bay Galaxy. Nhiệt độ tiếp tục giảm sâu tại Mỹ, có nơi nhiệt độ xuống dưới âm 40 độ C. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là thông tin chi tiết. Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Sức mạnh nhân đạo, chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức nhằm đánh dấu 20 năm phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, người dân vùng bị thiên tai, người khuyết tật và nạn nhân chiến tranh trong những năm qua. Chủ tịch nước đề nghị Hội tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, đóng vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, người khuyết tật và nạn nhân chiến tranh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, trợ giúp thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực vào các hoạt động của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất năm nay được phát động với mục tiêu vận động ít nhất 2 triệu suất quà Tết để trao cho các gia đình chính sách, các nạn nhân chất độc da cam vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Theo thông tin từ các cơ quan tiến hành tố tụng, phiên tòa có 22 bị cáo, 6 giám định viên và 60 người tham gia tố tụng là những người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo có 42 luật sư. Những con số này không chỉ nói lên quy mô và tính chất phức tạp của vụ án, mà còn cho thấy phiên tòa được chuẩn bị chặt chẽ, công khai, minh bạch và đúng luật định. Các bị cáo đều bị truy tố trước tòa với khung hình phạt cao nhất của mỗi tội danh. Trong số 22 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 14 bị can bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. 10 bị can bị truy tố về tội tham mô tài sản. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PVC và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC bị truy tố về cả hai tội danh là cố ý làm trái và tham mô tài sản. Bị can Đinh La Thăng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng trong ngày hôm nay, thì Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên xét xử vụ án thuộc giai đoạn 2 Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại 4 ngân hàng là Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Tiên Phong và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải sẽ vẫn công nhận hợp đồng điện tử trong hoạt động của Grab và Uber là hợp pháp. Tuy nhiên, Bộ sẽ đưa ra những điều kiện để quản lý như là taxi truyền thống. Đây là nội dung có trong dự thảo nghị định vừa được Bộ trình Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc cho phép áp dụng hợp đồng điện tử là cần thiết. Đây sẽ không còn là mô hình thí điểm nữa mà sẽ chính thức hoạt động dưới sự quản lý chặt chẽ hơn. Dự thảo nghị định sẽ bắt buộc những đơn vị cung cấp phần mềm phải đăng ký kinh doanh phù hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư các địa phương, đăng ký thương mại điện tử với Bộ Công Thương, đồng thời đăng ký với Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Thuế để quản lý thuế rõ hơn. Đặc biệt, những xe hợp đồng điện tử sẽ phải đăng ký chất lượng dịch vụ, niêm yết đầy đủ thông tin ở cửa xe cũng như dán logo và phù hiệu của Sở Giao thông Vận tải. Thưa quý vị, bóng bay Galaxy là một trào lưu vui chơi mới xuất hiện ở nước ta vài tháng trở lại đây, được giới trẻ sử dụng nhiều ở các trung tâm vui chơi giải trí vào ban đêm. Tuy nhiên thì sản phẩm này lại tiềm ẩn nguy cơ phát nổ, không đảm bảo an toàn. Một quả bóng bay Galaxy thường có giá là 70 đến 100 nghìn đồng, cao hơn nhiều so với một quả bóng thông thường. Nhưng các bộ phận như nhựa dẻo hay đèn LED chỉ lắp ráp tạm bợ. Theo những người bán bóng thì đây là sản phẩm chỉ có Trung Quốc sản xuất. Dù liên tục khẳng định độ bền và sự an toàn của bóng, nhưng nhiều người bán hàng không biết cách lắp ghép loại bóng này như thế nào. Cơn sốt bóng bay Galaxy được cho là xuất phát từ Trung Quốc vào khoảng tháng 10 năm ngoái. Chỉ sau một tháng thì tại đây đã có những trường hợp bóng bay Galaxy phát nổ, gây thương tật cho nhiều người, thậm chí là bỏng đến cấp độ 2. Còn tại Việt Nam đã có 2 trường hợp ở Nghệ An bị bỏng cả mặt và tay do bóng Galaxy phát nổ.
Bóng galaxy này có đèn LED và tất nhiên để cho đèn nó sáng thì phải có nguồn điện. Nếu như cái bóng galaxy này mà bơm hydro để cho nó bay được á, thì quả bóng nó là một quả bom. Vì cái đèn LED mà khi nó sáng lên nó cũng tỏa nhiệt, hoặc là nếu như có sự chập điện ở đây thì quả bóng này nó sẽ nổ như là một quả bom vậy. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày hôm qua đã hoan nghênh đàm phán liên triều về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội Olympic mùa đông 2018 tổ chức tại Hàn Quốc, song cảnh báo rằng đối thoại suông là vô nghĩa. Phát biểu với đài NHK của Nhật Bản, Thủ tướng Abe cho biết điều duy nhất khiến đàm phán trở nên có ý nghĩa là cam kết và hành động cụ thể của Bình Nhưỡng về từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa một cách hoàn toàn minh bạch cũng như không thể đảo ngược. Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo nhân dịp năm mới, nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy biện pháp ngoại giao kiên quyết nhằm khiến Triều Tiên thay đổi chính sách, đồng thời cam kết Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế cũng như củng cố năng lực phòng vệ để đối phó với mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Một số lượng lớn nhà hàng của Triều Tiên đang hoạt động ở Trung Quốc có nguy cơ đóng cửa vào ngày 9 tháng 1, thời hạn do Bắc Kinh đưa ra theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt ngày 12 tháng 9 năm 2017 về vụ Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6, Bắc Kinh ra lệnh đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh của Triều Tiên, trong đó có cả nhà hàng trên đất Trung Quốc trong vòng 120 ngày. Các nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc và những nước khác được xem là nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho Bình Nhưỡng. Hiện nay có khoảng 100 nhà hàng Triều Tiên đang hoạt động ở Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện các nhà hàng Triều Tiên đều đã thay đổi chủ đăng ký sang người Trung Quốc hoặc người Trung Quốc có gốc Triều Tiên để tiếp tục hoạt động. Tại Trung Quốc, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài, nước này vừa thông báo sẽ cấp loại thị thực dài hạn mới. Thị thực này cho phép nhập cảnh nhiều lần và có thời hạn từ 5 đến 10 năm. Thông tin này từ phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Hồ sơ xin cấp thị thực nộp miễn phí qua mạng và sẽ được xét trong thời gian ngắn. Người được cấp thị thực có thể ở lại Trung Quốc tới 180 ngày mỗi lần nhập cảnh và được phép mang vợ, chồng và con cái đi theo. Các nhà lãnh đạo công nghệ, doanh nhân khởi nghiệp và các nhà khoa học từ những ngành cần nhân lực đều nằm trong diện được xét. Trung Quốc cho biết ít nhất 50.000 người nước ngoài sẽ được hưởng lợi từ quy định cấp thị thực mới này. Từ năm 2016, Trung Quốc đã lập hệ thống xếp hạng cho nhân lực nước ngoài với mục đích phân loại và thu hút những người có kỹ năng nước này đang thiếu. Những người được cho là tài năng xuất chúng bao gồm những người được trao giải Nobel, các vận động viên vô địch Olympic, giám đốc các học viện âm nhạc, nghệ thuật và mỹ thuật nổi tiếng trên thế giới sẽ được ưu tiên lựa chọn. Các nhà khoa học hàng đầu, lãnh đạo các tổ chức tài chính và các giáo sư từ những trường đại học hàng đầu cũng nằm trong danh sách này. Để tiến tới nền kinh tế dẫn đầu trên thế giới, chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu không chỉ thu hút nguồn nhân tài trong nước mà còn cần phải thu hút những chuyên gia, các nhà khoa học đến từ nước ngoài bằng những chính sách nới lỏng visa cùng những chính sách đãi ngộ thỏa đáng khác. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bộ trưởng dầu mỏ Iraq hôm qua cho biết nước này sẽ bắt đầu xuất khẩu dầu mỏ từ các mỏ ở tỉnh Kirkuk ở Iran trong tháng này. Phát biểu với phóng viên tại thủ đô Baghdad, Bộ trưởng Luaibi cho biết, theo kế hoạch, Iraq sẽ chuyển 30.000 thùng dầu thô mỗi ngày bằng xe bồn tới nhà máy lọc dầu Kermanshah của Iran, đồng thời khẳng định sẽ xúc tiến việc này trước cuối tháng 1. Việc vận chuyển dầu thô từ Iran được thực hiện theo một thỏa thuận trao đổi giữa hai nước được thông báo hồi tháng trước. Theo đó, khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu từ Kirkuk, Bộ trưởng Luaibi cho hay Iraq đã nhất trí trao đổi 60.000 thùng dầu thô một ngày được khai thác từ mỏ dầu ở tỉnh Kirkuk. Cả Iraq và Iran đều đang lên kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Kirkuk để hạn chế việc vận chuyển nguồn nhiên liệu này bằng xe bồn. Đường ống trên cũng có thể thay thế đường ống xuất khẩu dầu thô hiện nay từ Kirkuk qua Thổ Nhĩ Kỳ và Địa Trung Hải. Khu vực miền Đông Bắc nước Mỹ được dự báo sẽ còn giá lạnh hơn nữa vào cuối tuần này. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nhiệt độ tại đây đã giảm sâu hơn mặc dù đã có trời nắng. Dự báo nhiệt độ sẽ còn giảm xuống âm 11 độ C tại thành phố New York và Boston. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo nhiệt độ tại nhiều vùng ở miền Đông Bắc nước Mỹ có thể sẽ xuống mức âm 20 độ C. Một số bang nằm lệch hơn về phía Bắc như là Maine và New Hampshire, thậm chí còn xuống âm 40 độ C, kèm theo cảnh báo gió mạnh lên tới 60 km/h, khiến cho cái lạnh càng giá buốt hơn.
Một thông tin đáng chú ý cho những ai chơi game trên điện thoại di động, đó là nhiều ứng dụng trò chơi trên điện thoại được cảnh báo là có tính năng theo dõi thói quen xem TV của người dùng, ngay cả khi họ đã tải về mà không chơi game này. Theo tờ Thời báo của New York, thì tất cả các ứng dụng trò chơi đều sử dụng phần mềm của hãng công nghệ Alphonso, chuyên thu thập dữ liệu xem TV của người dùng để cung cấp cho các nhà quảng cáo. Bằng cách sử dụng bộ phận microphone trên điện thoại, phần mềm Alphonso có thể cung cấp thông tin chi tiết về việc người dùng đang xem gì bằng cách nhận biết các tín hiệu âm thanh trong các quảng cáo và chương trình truyền hình trên TV. Sau đó, các thông tin thu thập sẽ được người dùng để gửi tới người dùng những quảng cáo phù hợp nhất với họ, thôi thúc họ đi mua một sản phẩm nào đó. Theo báo New York Times, hiện có hơn 250 game sử dụng phần mềm của Alphonso đang được cung cấp trong kho ứng dụng Google Play và một số cũng có trong gian hàng ứng dụng của Apple. Phần cuối là thông tin dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.